Trái ổi có tác dụng gì? Ăn ổi có tốt không? Ổi là một loại trái cây cực kỳ phổ biến ở nước ta, đây không chỉ là món ăn vặt bắt miệng mà còn là một thực phẩm chứa dược tính mạnh, có thể ngăn ngừa và điều trị một số chứng bệnh phổ thông. Vậy trái ổi có tác dụng gì? Ăn ổi có tốt không? Trong bài sau đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những vấn đề trên. Dinh dưỡng từ trái ổi Ổi là trái cây có danh pháp khoa học Psidium wozava ổi thuộc loài cây ăn quả thường xanh lâu năm, thuộc họ đào kim nương có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Cây ổi nhỏ hơn cây vải, nhãn, cao nhiều nhất 10m, đường kính thân tối đa 30cm. Thân cây chắc, khỏe, ngắn vì phân cành sớm. Các loại ổi dài ở Việt Nam thường cho quả muộn hơn các giống mới như hiện nay. Quả ổi thường ra một vụ trong năm đối với khí hậu miền Bắc và quanh năm đối với khí hậu miền Nam. Quả ổi to từ 4 đến 5 g đến 500 đến 700 g cần tròn, giái thuôn hoặc hình chữ lê. Từ khi thụ phấn đến khi quả chín khoảng 100 ngày. Hiện nay trên thị trường có nhiều giống ổi khác nhau như ổi châu, ổi bo, ổi sá lị, ổi mỡ, ổi găng, ổi đào, ổi nghệ, ổi Thái Lan, ổi Đài Loan, ổi Nhật Bản, Úc, vân vân. Về mặt sinh dưỡng, trong quả ổi có chứa các thành phần cơ bản là beta-sitosterol, quercetin, leucocyanin và avicularin. Quả chín thường chứa nhiều vitamin C và các polysaccharides như fructosa, xylosa, glucoza, harmonosa, galactosa. Hàm lượng dinh dưỡng trung bình trong một quả ổi chín gồm 77,9% nước, 0,9% protein, 0,3% lipid, 15% carbon hydrate, 0,3% axit hữu cơ, 0,5% tro. 0,03 mg phần trăm vitamin B1, 0,03 mg phần trăm vitamin B2, 0,2 mg phần trăm vitamin PP, 50 đến 60 mg phần trăm vitamin C. Các loại đường trong quả ổi gồm 58,9% fructosa, 35,7% glucosa, 5,3% saccharosa. Các axit hữu cơ chính là axit citric và axit malic. Với thành phần dinh dưỡng này, quả ổi được tổ chức nông lương thế giới FAO xếp vào top 5 những loại trái cây giàu dưỡng chất nhất. Trái ổi có tác dụng gì? Ăn ổi có tốt không? Từ những thành phần dinh dưỡng nổi bật kể trên, quả ổi mang đến nhiều tác dụng. Dưới đây là một số công dụng hữu ích khiến bạn không thể bỏ qua ổi trong bữa ăn của mình. Trái ổi ngăn ngừa táo bón. Khi ăn ổi xanh với số lượng nhiều thì bạn rất dễ bị táo bón, chính điều này dẫn đến một suy nghĩ sai lệch rằng ăn ổi sẽ gây táo bón. Trên thực tế, trái ổi chín là một trong những người bạn đồng hành đối với hệ tiêu hóa. Trong ổi có chứa chất potassium, chất carotenoid và vitamin C có tác dụng làm lành các chứng viêm trong dạ dày, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, phòng ngừa và điều trị chứng tiêu chảy, táo bón rất tốt. Trái ổi tốt cho hệ tiêu hóa, không chỉ ngăn ngừa tiêu chảy và táo bón hiệu quả, ổi chín còn là thực phẩm có khả năng nhuận tràng và hỗ trợ giá dày rất tốt. Điều này có được là nhờ vào hàm lượng chất sơ rất dồi dào. Đây chính là tác dụng tuyệt vời của trái ổi đối với sức khỏe mà bất kỳ ai ăn ổi thường xuyên đều có thể kiểm chứng và khẳng định. Trái ổi giúp ổn định huyết áp theo đông y ổi chín là lựa chọn tốt nhất để ngăn ngừa bệnh cao huyết áp ở người già. Đối với những người mắc bệnh cao huyết áp thì việc ăn ổi chín mỗi ngày cũng là một cách thức hỗ trợ chữa bệnh rất tốt. Bởi ổi có khả năng giảm lượng cholesterol trong máu, cân bằng lượng đường trong máu, nhờ đó làm cho huyết áp được ổn định hơn rất nhiều. Tuy nhiên nên lựa chọn những giống ổi không có quá nhiều đường. Trái ổi giảm nguy cơ thiếu máu, sắt là thành phần không thể thiếu để cấu tạo nên máu những người thiếu sắt có nguy cơ thiếu máu và máu xấu rất lớn ổi vừa có đầy đủ chất sắt lại có vừa ổi vừa có đầy đủ chất sắt lại vừa có nhiều dưỡng chất quý có tác dụng làm tăng nồng độ hemoglobin trong máu từ đó làm giảm nguy cơ thiếu máu trong cơ thể trái ổi ngăn ngừa ung thư nhiều nghiên cứu y học hàng đầu tại mỹ anh đức và ấn độ đã cho thấy thành phần chiết xuất từ lá ổi có thể giúp ngăn ngừa bệnh ung thư rất cao hơn nữa ruột quả ổi cũng chứa chất lycopene cao tác dụng chống ung thư Folate trong ổi cũng giúp ngăn ngừa ung thư dạ dày tuy nhiên nếu ban ăn những loại ổi dư hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật thì nguy cơ mắc ung thư lại rất cao trên đây là những chia sẻ đồng thời cũng là đáp án cho câu hỏi trái ổi có tác dụng gì ăn ổi có tốt không hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp bạn có thêm những kiến thức về sức khỏe để chăm sóc sức khỏe của mình và người thân tốt hơn chúc các bạn luôn khỏe mạnh